khi bạn cho đi là lúc bạn nhận lại. Bạn cứ nhớ là như vậy, cứ cho đi cái là chắc chắn sẽ có nhận lại. Không cần nhất thiết phải người được nhận đó, cái người bạn cho là trả lại cho bạn. Những người ở đâu đó tự nhiên sẽ tới với bạn. Chia sẻ và cho đi. Chia sẻ về cho đi là gì? Và cho đi là gì? Ai cũng mong muốn sẽ nhận được một lợi ích nào đó. Và thường mọi người sẽ giữ cho mình. Có phải vậy không cả nhà? Và vì giữ cho mình cho nên là sẽ không cho ai cả. Hoặc cho thì sẽ cân đo đong đếm thiệt hơn. Nếu thấy không có lợi không cho. Nếu thấy thiệt không cho. Và vì không cho nên sẽ chẳng có ai nói lời cảm ơn với ta cả. Không ai cảm ơn, không ai biết ơn, không ai trân trọng, không ai yêu quý. Mình làm gì có được ủng hộ không? Có được ủng hộ không cả nhà? Được không? Không bao giờ. Làm gì có ai ủng hộ những người như thế? Nhưng nếu một người nào đó rất chăm chỉ chia sẻ, rất chăm chỉ cho đi, rất chăm chỉ nghĩ về người khác, nghĩ cho người khác và làm mọi thứ cho người khác tốt hơn, thì liệu người đó có được ủng hộ không? Có được không cả nhà? Không chỉ những người nhận được sự giúp đỡ, mà cả những người từ đâu đó rất xa xôi mà chưa từng bao giờ biết về bạn, họ cũng đến với bạn và ủng hộ bạn. Có một cái câu ấy, nó là tâm sinh, sinh tướng. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, nhìn cái mặt thấy ghét là không ngồi được lâu dài hơn. Nhưng nhìn cái mặt, nghe cái giọng mà thấy có thiện cảm là sẽ muốn làm việc và đi cùng nhau mãi. Vậy điều gì để tạo nên cái việc mà nhìn thấy nhau mà thấy sướng? Thì hai người đó phải rèn luyện. Từ cái tâm nó sẽ tạo ra cái tướng. Tâm nó tạo ra tướng mà. Và cái điều gì để tạo nên cái sự đẹp nhất trong tâm hồn? Đó là sự chia sẻ. Bạn nghĩ nhiều hơn về người khác thay vì nghĩ về mình. Bạn có một đội nhóm 10 người, bạn hãy nghĩ làm sao để giúp họ kiếm được thật nhiều tiền. Hãy giúp cho gia đình của họ có một cuộc sống hạnh phúc. 1000% là bạn cũng sẽ giàu. Họ giàu bạn cũng giàu. Không khác được. Nhưng thường chúng ta lại chỉ nghĩ làm thế nào để tôi giàu. Cho nên tôi sẽ tự làm cái việc của tôi. Còn các bạn kệ các bạn đi. Và chẳng ai ủng hộ bạn cả. Bạn đang nghĩ về mình. Bạn cầm sản phẩm ra ngoài bán. Rất khó khăn để bán được một sản phẩm. Có phải vậy không? Nếu bạn nghĩ cho đội nhóm của mình, bạn nghĩ cho nhiều người đang không có công ăn việc làm ở ngoài kia. Hoặc họ đang có những công việc mà không đúng với những gì họ muốn. Chúng ta giúp họ, chúng ta dạy cho họ thay đổi. Giúp cho họ có một công việc, chỉ cho họ một con đường để họ đi. Rất nhiều người một ngày đi làm được 200.000, 300.000. Và sau đó họ đi bán một hộp sản phẩm của Perfect Health. Chứ không 30%, 40%, 50%. Lãi một ngày 500.000, 700.000, lãi 1 triệu. Thế thì việc đó mình có lên nhân bản ra không cả nhà? Nên giúp cho nhiều người giống như vậy không? Đi làm gì từ sáng đến tối, đứng làm việc mất vất vả. 10 tiếng đồng hồ kiếm được 200.000. Còn bây giờ đi cà phê này, quần áo thì đẹp này, nói chuyện thì lịch sự này. Kiếm tiền nó dễ hơn. Đúng, tạo ra một công việc tốt, tạo ra một tổ chức tốt, giúp cho nhiều người có việc làm. Đấy là chia sẻ chưa cả nhà? Đó là cho đi chưa? Cho đi chưa? Đó là cho đi rồi. Tại vì sao cứ nghĩ riêng mình vậy? Tại vì sao chỉ nghĩ cho cá nhân của mình? Vì sao chúng ta không thành công lớn? Bởi vì cứ tự làm hết tất cả. Bởi vì chỉ muốn mình có tất cả thôi. Nhưng cứ nhớ là 1% của 10 tỷ thì nó luôn luôn lớn hơn là 100% của 100 triệu. Hai con số bằng nhau. 100% của 100 triệu là bạn chơi một mình. Nhưng 1% của 10 tỷ là bạn có 100 thằng cùng làm với mình. 100 thằng đó ủng hộ bạn, yêu thương bạn, muốn làm việc cùng với bạn. Rồi 100 thằng đó, thời gian sau đó nó lại tạo ra 100 tỷ. Bạn lại có 1% của 100 tỷ. Là bao nhiêu tiền rồi? 1 tỷ rồi.
Rồi 100 thằng đấy nó tạo ra thêm 1.000 người nữa, 2.000 người nữa. Và số đó nó tạo ra 1.000 tỷ, 1% của 1.000 tỷ. Và bạn có bao nhiêu tiền rồi? Có 10 tỷ rồi. Còn bạn có 100% của 100 triệu, bạn cố gắng bạn làm thì lên được bao nhiêu tiền? 101 triệu, 102 triệu, 103 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Bao giờ để lên được đến 10 tỷ? Bao giờ? Lâu lắm. Thậm chí không bao giờ có. Thế chúng ta hãy nhớ cái điều đó. Khi bạn cho đi là lúc bạn nhận lại. Bạn cứ nhớ là như vậy. Cứ cho đi cái là chắc chắn sẽ có nhận lại. Không cần nhất thiết phải người được nhận đó. Cái người bạn cho là trả lại cho bạn. Những người ở đâu đó tự nhiên sẽ tới với bạn. Vũ trụ sẽ nhìn thấy. Các bạn cứ yên tâm là như vậy. Cho đi. Đó là quy luật gì cả nhà? Nhân quả, đúng không? Cho đi sẽ được nhận lại. Hãy cho lên được rằng hãy chăm chỉ cho đi. Có ít thì cho ít, có nhiều thì cho nhiều. Trong khả năng. Trong khả năng. Giữa người giàu và người nghèo, ai là người cho nhiều hơn? Người nào? Người giàu. Chả có thì cho cái gì? Cho được nải chuối. Còn người giàu thì nó cho cả tỷ. Nó xây cả cái trường học, nó xây cả cây cầu, nó làm cả con đường, nó làm cả một công trình để cho biết bao nhiêu con người nó hạnh diện. Ai cho đi nhiều hơn cả nhà? Người giàu nó tạo ra cả những cái cơ quan tổ chức để nuôi những trẻ con cơ nhỡ, nuôi những người già vô gia cư. Người nghèo cho được cái gì? Vui thôi, ngô khoai sắn, vui thôi. Những ngày mai không được mùa nữa thì cho cái gì? Lại bắt đầu trở thành người được cho. Có phải vậy không cả nhà? Thế cho lên đấy, là người giàu hay người nghèo không có ai xấu hết. Nhưng nếu được thì hãy trở thành người giàu để làm được nhiều việc hơn các bạn nha. Muốn cho thì phải có cái để cho. Thế cho nên là hãy cứ trở thành người giàu, bạn sẽ cho được rất nhiều. Và càng cho nhiều thì bạn sẽ càng có nhiều. Cho càng nhiều, có càng nhiều. Viết xuống các bạn. Cho càng nhiều, có càng nhiều. Cho càng nhiều, có càng nhiều. Cho càng nhiều, có càng nhiều.